Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận đấu thứ 3 với cặp đấu Hùng ADC Tuấn TK đối đầu với cả Kiệt Trần và Vũ. Trong trận đấu thứ 3 lần này có một thay đổi khá rõ rệt đến từ con bài Kiệt Trần. Anh ta cầm cho mình con Mông Cổ, là một trong những con mà mình cảm thấy rằng là Kiệt Trần rất ít khi cầm. Theo như tôi đánh giá là một người chơi Mông Cổ rất nhiều, tôi gần như là chỉ biết chơi mỗi Mông Cổ, theo như anh em đánh giá là vậy. Thì tôi đánh giá với cái thế nhà này thì rất đen cho Kiệt Trần, khi mà có cho mình cái Vũ Thiêng cách xa nhà tầm khoảng 1 cây số. Phía bên này thì sao? Vũ cầm cho mình con Pháp, đang bắt đầu cắt dân ra để có thể ăn cho mình những cái tơn heal đầu tiên, tránh cái tình trạng sắp tới mà bị Harad là không ăn được bãi heal này. Anh ta cắt dân ra ăn luôn cho nóng. Còn về phần Hùng ADC thì sao? Lần này thì Tuấn TK cầm cho mình con La Mã, Hùng ADC cầm cho mình con Anh Quốc, làm một con bài cũng khá là cơ bản. Lần này thì không biết rằng là với một con bài khá mới đối với Kiệt Trần thì không biết rằng là anh ta sẽ đánh con Mông Cổ này với cái chiến thuật như thế nào đây. Cắt dân một dân ăn vàng rồi, tầm này thì đã đủ gỗ để có thể đóng cho mình một cái gì đấy, nhưng mà anh ta vẫn chưa đóng cho mình một cái gì đấy. Không biết rằng là anh ta sẽ đóng cho mình một cái gì đấy đây. Sử dụng cái lều tròn để có thể ăn cho mình cái bách quả khá là hợp lý, khi mà cái nhà chính đang bắt đầu sát cho mình cái bãi vàng cũng như là bãi gỗ rồi, thì cái lều tròn có lẽ sẽ là một cái tác dụng rất lớn khi cho mình ăn cho mình những cái tài nguyên ở khu vực xa hơn. Vũ thì sao? Vũ có cho mình một cái bãi vàng cũng như bãi đá khá đẹp khi mà khu vực sau bản đồ, cùng với đó là có cho mình bãi hiêu cũng sau bản đồ. Ui, hợp lý luôn. Trận này mà Vũ không win thì cũng hơi khó á. Có cho mình bãi hiêu sớm rồi, có cho mình bãi vàng đằng sau rồi, mà phía bên kia cũng không có cho mình những con kỵ nặng sớm rồi. Mà trận này không lợi thế nữa, còn trận nào lợi thế nữa hả anh em? Đóng cho mình cái nhà nguyện ở khu vực sát bãi gỗ cũng như là bãi đá, nhưng mà chỗ này cũng được. Một dấu hiệu khá lớn khi mà lên cho mình cái nhà chính thứ hai đến từ con La Mã này hay không, khi mà Tuấn TK đang bắt đầu cắt dân ra để có thể ăn cho mình cái bãi đá rồi. Hùng ADC thì sao? Cũng đã cắt dân ra để có thể ăn cho mình cái tơn những cái tơn đá để có thể ra cho mình hai nhà chính rồi. Sao tự nhiên cắt đến trận thứ ba líu hết cả lưỡi nhờ. Ấy giời ơi. Kiệt Trần sau khi chặt cho mình được 190 gỗ liền thì vẫn chưa thể đóng cho mình cái nhà gì cả. Nếu mà theo như tôi kinh nghiệm đánh Mông Cổ lâu năm thì tôi sẽ thiết kế cho mình một cái, nếu mà không hạ rát thì thiết kế cho mình một cái chuồng cừu ở đây từ sớm để có thể gia tăng lượng kỳ từ lượng cừu từ sớm. Ai ra thiết kế cho mình một cái cây bạc rất là liều lĩnh khi mà phát hiện ra đối phương bên kia không có cho mình những cái đơn vị quân kỵ binh, thì không có đơn vị quân kỵ binh hạng nặng. Anh ta quyết định là sẽ đi buôn, nhưng mà không biết rằng là Tuấn TK sẽ lựa chọn cho mình những con kỵ binh nhẹ hay không. Thì đối với Hùng EZ là lựa chọn cho mình bộ binh là đúng rồi này. Còn trong khi đó Tuấn TK sẽ quyết định là ra cho mình những tên quân sự nào đây. Bên này thì Vũ cũng đã có cho mình cái trường đào tạo kỵ binh được khoảng 80% rồi. Ăn cho mình rất ngon lành cái bãi hiêu này sẽ là hợp lý đến từ Vũ. Nhưng mà không biết rằng là có cắt dân ra để thể ăn đá và gia tăng thêm lượng nhà chính hay không. Bây giờ mới bắt đầu cắt quân ra để có thể đóng cho mình cái chuồng kỵ. Ai ra? À, tôi hiểu ý đồ của Kiệt Trần rồi. Kiệt Trần ý đồ của Kiệt Trần là sẽ ra phun cho mình những con kỵ nặng hút máu của con Mông Cổ này. Sau khi lên đời 2 xong, anh ta sẽ xi cho mình những con kỵ nặng. Hùng AC cũng đã lên 3 thành công rồi, lên 2 thành công rồi. Bên này thì Hùng AC có lẽ là sẽ một khoảng thời gian sắp tới anh ta sẽ đủ tài nguyên để có thể ra hai nhà chính, đã đủ tài nguyên ra hai nhà chính rồi. Thiết kế cho mình cái nhà chính thứ hai khu vực bãi vàng này là hợp lý này, để có thể bảo kê cho mình khu vực bãi vàng trong khoảng thời gian sắp tới. Có như vậy hay không?
Anh ta thiết kế đâu đây? Đúng là như tôi dự đoán, anh ta thiết kế cho mình khu vực bãi vàng cũng như là bãi gỗ để có thể bảo kê khu vực làm ăn vàng của mình. Bên này thì sao? Phát hiện ra cái nhà chính phủ đến từ Tuấn TK nhưng sẽ không cản bước được Magi Minh đâu, khi mà ở đây đã tận có cho mình tận 11 con dân đóng nhà đời cơ, thì lấy gì mà cản lại được. Tầm này mà có những con kỵ nhẹ đến từ con Mông Cổ của Kiệt Trần thì phát hiện sớm thì có lẽ sẽ vẫn ăn được khoảng mấy dân. Nhưng mà tầm này không kịp rồi. Con kỵ nặng đầu tiên đến từ Vũ đang bắt đầu chạy lên, nhưng mà con kỵ nặng thứ hai rồi. Con kỵ nặng đầu tiên phát hiện ra mất một dân đến từ Tuấn TK. Có mất hai dân không? Hai dân là ít. Có mất ba dân không? Ba dân có thể đấy. Vẫn có thể mất ba dân. Nhưng mà có lẽ chỉ dừng lại con số ba dân mà thôi, khi mà coi cái nhà chính phủ đã được thiết kế xong rồi. Bên này thì sao? Hùng ADC thiết kế xong cái nhà chính phủ đã khá an toàn rồi. Bắt đầu vẽ những cánh ruộng đầu tiên để có thể ổn định lượng tài nguyên thực của mình. Con đường tơ lụa đến từ cầm que chọc chó đang bắt đầu được triển khai với những cái tên giao thương của mình. Thiết kế thêm cho mình cái trường bắn, cùng với đó là cái chuồng kỵ của mình, thì có lẽ lựa chọn của Hùng của Kiệt Trần sẽ là gì đây? Ra cho mình những cái tên bộ binh cung thủ hay là những con kỵ xạ để có thể đi harass một cái hiệu quả hơn. Tầm này mà đối đầu với con anh thì chỉ có ra châu cung hơn thôi, chứ còn ra kỵ xạ nó bắn nhấc người. Ấy giời ơi, phát hiện ra con kỵ của ấy vẫn chết này, vẫn đủ lam để có thể tiêu diệt đi những con kỵ con giò đến từ MDC, đã là hợp lý. Phía bên này thì sao? Sau khi biết được rằng là những con kỵ nặng đến từ Vũ cũng như là cầm queo chó được sản sinh ra thì cũng đã thiết kế cho mình hai cái nhà lính rồi. Hai cái nhà lính này thì có lẽ là vẫn sẽ đủ để có thể sóc đều cho mình những con giáo thủ đi cho mình khu vực bãi vàng ở nhà mình. Nhưng mà vẫn mất hai dân đến từ Tuấn Tề cả. Hơi điền. Bởi vì ở đây là bốn con kỵ nặng cơ. Bên này thì Hùng AC vẽ cho mình những cái cánh ruộng rất là an toàn. Anh ta vẽ cho những cái ruộng trong khu vực nhà chính trước. Tí nữa anh ta vẽ phát ở đây này. Xong vẽ với những cái cánh ruộng ở đây này. Úi giời. Đúng bài. Thế thì ăn cho mình với tôn dân rất là khó. Bên này thì nhà chính phủ cũng đã bảo kê những bãi vàng rồi. Thì việc bây giờ ăn cho mình tôn dân đến từ Hùng ADC là rất khó. Bây giờ lượng giáo của Tuấn TK ở đây là rất nhiều rồi. Muốn khô máu với những cái tôn giáo này thì sẽ phải đánh đổi bao nhiêu con kỵ đây? Một con kỵ là ít, hai con kỵ. Ui giời ơi, mất cho mình hai con kỵ nặng. Mà có ba con thôi. Ba con. Ok, trong đốt con này. Ơi giời ơi. Mất đi cho mình hai con kỵ nặng. Vẫn sẽ là lời đến từ Tuấn TK mà thôi, khi mà lượng tài nguyên đến từ hai con kỵ nặng khả năng là nhiều hơn. Tuấn chỉ mất cho mình tầm khoảng ba con giáo thì phải 3 hay 4 nhỉ. Nói chung là nó không đáng kể. Nói chung là vẫn lời, không sao cả. Lượng tài nguyên vàng vẫn đang là quý giá hơn. Vậy nên là để an toàn hơn thì Tuấn TK quyết định là thiết kế cho mình cái chòi luôn. Không cần suy nghĩ nhiều. Đang áp lực rất lớn vào nhà khu vực con La Mã này để có thể an toàn đi buôn. Bên này thì lượng vàng của con giao thương đến từ Kiệt Trần đang lấy cho mình là 67 vàng trên một con. Còn phía bên này thì sao? Dấu hiệu lên ba thẳng đến từ Hùng AC là rất rõ ràng, khi mà đang cho rất nhiều dân ăn vàng ở đây. Cùng với đó là Hùng AC cũng đã đủ nếu mà cho nhiều dân ăn vàng này thì có lẽ là sẽ đủ vàng hơn là đủ vàng sớm hơn là đủ thực. Nhưng mà không sao cả, lượng vàng còn thừa thì có lẽ là sẽ để đủ để có thể nâng công nghệ. Nhưng mà nếu mà để cho con đường giao thương của Kiệt Trần mà chảy một cách đều đặn thì sẽ rất nguy hiểm cho team của Hùng AC cũng như là Tuấn TK. Không biết rằng là đây rồi, có con giò đến từ Hùng AC nhưng mà lượng tầm nhìn đang không có để có thể biết được rằng là Kiệt Trần đang đi buôn hay không. Đang chưa dò được những khu vực điểm đen đấy từ Hùng AC cả. Đang áp lực vào khu vực nhà của mình rồi. Bên này thì sao? Tuấn TK đang không để ý bãi gỗ của mình rồi. Mất cho mình được khá nhiều dân ở đây.
hai con dân mất được mất đi, nhưng mà sẽ dừng lại con số 2 khi mà đã kịp thời để có thể thu về nhà chính rồi. Phía bên này thì sao? Sau khi đi buôn là rất lớn thì lượng tài nguyên đến từ Kiệt Trần đã gia tăng rất lớn. Ui. 18 con ăn gỗ cả. 18 con ăn gỗ thì phải ra xây cho mình cái chòi. Gia tăng thêm tốc độ di chuyển đến từ con thương nhân này là hợp lý. Chúng ta cùng điểm qua một số tài nguyên đến từ các player. Theo như các bạn thì thấy Huy Hùng AC đang bắt đầu đủ để có thể lên 3 rồi. Chỉ còn thiếu một chút thực nữa thôi. Có lẽ là sẽ lên 3 với cái tòa tháp trắng mà thôi, khi mà lượng dân của anh ta cũng đã bắt đầu gia tăng một cách ổn định rồi. Thì việc cái tòa tháp trắng để có thể bảo kê khu vực làm ăn của mình là hợp lý. Khi mà đây con kỵ nặng ăn được một dân. Hai dân đến từ Hùng AC. Hơi không để ý một tí, bị mất hai dân, nhưng mà hơi không sao. Lượng tham lai đến từ Hùng AC vẫn đang là 54/60. Còn lượng tham lai đến từ Vũ cũng ngang ngửa, đang là 55. Nhưng mà Vũ đang thiết kế cho mình tận 3 nhân chính cơ. Thì lượng dân cũng như lượng quân đến từ Vũ có lẽ sẽ gia tăng rất lớn trong khoảng thời gian sắp tới. Thế bên này thì sao? Với cái con đường tơ lụa của mình thì có lẽ là cầm que cho chó đã đủ tài nguyên để lên 3 rồi. Thiết kế cho mình một cái hút lít lạc thài là hợp lý. Khi mà lượng vàng đã có đủ để có thể từ cái con đường giao thương của mình thì việc lên cái hút lít lạc thài là rất là hợp lý. Đến từ con mông cổ này. Cái cục vàng này như cục vàng này không có ai đào luôn mà. Hùng AC thiết kế cho mình cái tháp trắng ở khu vực trước cửa nhà mình. Còn cửa bên này thì hơi không có cái gì cả. Có lẽ sắp tới sẽ phải thiết kế một cái kíp ở đây. Đấy. Hoặc ở đây. Có thể bảo kê tốt hơn. Bên này thì sao? Cầm que của chó sau khi lên 3 xong thì có lẽ là anh ta sẽ phải đổi sang những con cung thủ. Hoặc là những con nỏ binh mà là nó sẽ hợp lý hơn. Thay vì là chỉ cho mình những con kỵ binh này mà thôi. Thì việc những con kỵ binh này mà đẩy vào những con giáo là hơi khó. Bây rồi. Hùng ADC sau khi lên 3 xong quyết định sẽ chơi cho mình con kỵ nặng cơ. Bây giờ mà Hùng ADC lên kỵ nặng xong mà phát hiện ra được con đường tơ lụa đến từ cầm que của chó thì sẽ là rất khó cho Kiệt Trần. Sao có con chó ở đây mãi không tiêu diệt nhỉ? Trông nó có không được ấy lắm không? Tận 19 con dân ăn gỗ. Tại sao không có một con dân nào ra cắm cho mình những cái chòi nhỉ? Kiệt Trần ơi, Kiệt Trần. Tuấn TK đang bắt đầu lên cho mình cái nhà đời ba, chính là cái nhà thờ relic rồi. Hiện tại trước cửa nhà Tuấn TK đang có hẳn 3 cái relic là hợp lý. Đang sẵn cho mình những cái con tu sĩ để sẵn sàng nhặt cái lồng đèn về. Nhưng bên này thì sao? Ý đồ của Kiệt Trần cũng như là Vũ sẽ là đẩy quân vào khu vực con La Mã này trước. Nhưng mà có là hợp lý hay không? Khi mà Hùng AC là một con bài cũng khá mạnh khi mà cầm cho mình con kỵ này rồi. Thì nếu mà không đẩy vào nhà Hùng sớm thì lượng kỵ của Hùng AC sẽ gia tăng rất lớn trong khoảng thời gian sắp tới. Hùng ADC biết được rằng là con đường tơ lụa của Kiệt Trần đang được phát triển. Vậy nên anh ta chạy thẳng một phát ra góc bản đồ. Tầm này mà Kiệt Trần không có cho mình con đường tơ lụa ổn định thì có lẽ là sẽ mất rất sẽ thọt rất sớm. Khi mà việc cái con đường tơ lụa nó rất là quan trọng đối với con mông cổ. Bởi vì lượng vàng cũng như là lượng tài nguyên khác được mua về là nhờ những con đường tơ lụa này. Mà bây giờ bị mất đi thì thôi, không khác gì là cụt đầu cả. Bên này thì sao? Đang có bắt đầu giao tranh với những con kỵ nặng. Cùng với đó những con giáo đến từ Tuấn TK rồi. Những con kỵ nặng sẽ phải rút lui về mà thôi. Về khi mà Tuấn TK đã có cho mình con giáo đời 2. Tôi cứ nghĩ là đời 3 rồi. Thế không? Đang bắt đầu nâng cấp lên cho mình đời 3. Và theo như tôi dự đoán đúng là như vậy. Kiệt Trần đang bắt đầu chuyển hướng sang tấn công vào nhà của Hùng ADC rồi. Nhưng mà sẽ đi đâu về đâu đây khi mà chỉ có cho mình tơn kỵ thì hơi khó. Ui giời ơi, con đường tơ lụa đến từ Kiệt Trần đang mất đi là như giả luôn.
Tầm này mất đi con đường giao thương thì thôi. Chấm hết. Thường thì nếu mà tôi đánh Mông Cổ thì mà được rảnh tay như này thì tôi sẽ cắm cho mình những cái chòi. Và sau khi lên đời 3 xong thì tôi sẽ để rảnh đá để có thể lên cho mình những cái vũ khí trong cái chòi đấy. Thì nó thủ cũng khá là hiệu quả, mặc dù là nó không cản bước được rất nhiều kỵ nhưng mà nó cũng cản bước được một chút. Bên này thì sao? Kiên Trần cũng không kém, anh ta đã bắt đầu hà rát được khu vực nhà của Hùng AC rồi. Nhưng mà có lẽ là sẽ không ăn được nhiều dân cho lắm khi mà ở đây là cái nhà chính phụ rồi. Cùng với đó là Hùng AC cũng có cho mình tân kỹ năng nhất định ở đây. Phía bên này thì sao? Sau khi lên 3 xong thì Vũ cũng đã có cho mình tân hà rát nhẹ vào khu vực nhà của Tuấn TK rồi. Việc không tích tụ được cho mình những con giáo thì có lẽ sẽ cản bước, rất khó để có thể cản bước những con kỵ nặng này. Vậy nên Tuấn TK sẽ phải lên tích tụ lại những con giáo, tân giáo của mình mà thôi. Bên này thì Tuấn TK cũng đã sóc cho mình 3 nhà lính, thiết kế thêm 2 nhà lính nữa, tổng cộng là 6 nhà. Ui, con đường tơ lụa của con đường tơ lụa của Kiệt Trần mất sạch, không còn một con. Không còn một con, tầm này không còn một con, đúng tầm này thật, nói thật theo như kinh nghiệm tôi đánh Mông Cổ mà lên cánh giao thương xong lên đời ba bằng cái Holy Thai thì lượng vàng không có từ cái đồn lẻ cũng như lượng vàng không có từ cái cây bạc thì thôi đứt, là đứt rồi, là rất đứt rồi. Mất đi thì mình hôn lý nữa thì càng đứt. Ui Hùng ơi, là Hùng đang quá mải mê đốt cho mình cái hôn lý được thai thì đang bị bao vây bởi Vũ và cái Trần ở đây. Mất đi cho mình rất nhiều kỵ nặng, trời ơi. Hùng ơi là Hùng quá mải mê đốt đi cho mình cái hôn lý được thai này. Vậy nên bỏ mạng rất nhiều những con kỵ nặng ở đây. Ui giời, chết như đúng giờ mình nhỉ. Ấy, vác dân đốt luôn như còn gì đấy, đốt luôn. Ấy, mẹ mình láo thật, bỏ cái hút lý ở đây, hào thật, Kiệt Trần ấy, Kiệt Trần bỏ hút lý ở đây, xong đánh nhau ở đây. Ôi giời, hơi khó hiểu, đang bắt đầu đánh nhau trong khu vực cái tòa tháp trắng. Lượng kỵ mất đi cũng khá đối với Kiệt Trần rồi. Nhưng mà có một tên kỵ được trong máy vào khu vực nhà của Hùng AC. Ở đây này đang nhiều những con kỵ nặng hơn đến từ Vũ. Có lẽ là Hùng AC đang không có vàng để thể ra cho mình những tên kỵ nặng. Đúng là như vậy. Việc mà không ra được cho mình những con kỵ nặng thì không biết lấy gì để thể đỡ lại kỵ nặng đến từ Vũ đây. Đang không có một tên giáo nào cả. Có lẽ là tên giáo đến từ Tuấn TK đang bắt đầu chảy sang rồi. Sẽ phải là chảy sang. Khi mà bây giờ mong chảy sang thì hơi khó. Nhưng mà cũng rất đau đến từ cái tòa tháp trắng. 19 con dân trốn, 11 con dân trốn trong nhà chính. Thì những cái tên cung được bắn ra trong cái hai cái nhà này thì thôi, như mưa. Ê, có để ý không? Con sói bắn chết hết bây giờ. À, để ý, nói rồi xong, để ý luôn. Bên này thì sao? Ui dồi, hai lồng đèn sát nhau luôn này. Tầm này thì những cái lồng đèn đến từ Tuấn TK vẫn đang được ship về một cách từ từ. Nhưng mà không biết được là Tuấn TK có để ý khu vực nhà làm ăn của mình hay không. Thiết kế cho mình một cái chòi, nhưng mà có lẽ là không kịp nếu mà Vũ phát hiện ra. Đây rồi, Vũ phát hiện ra rồi. Nhưng mà có lẽ thiết kế xong thì không kịp rồi. Bây giờ thì không có một cái công trình nào để thủ cho mình tân ở khu vực dân ở nhà. Cái nhà chính phủ thì chỉ có cho mình được 10 chỗ ngủ mà thôi. Còn những cái chỗ ngủ còn lại thì dân sẽ chạy đi đâu. Bên này thì đang bắt đầu mất dân đến từ Tuấn TK rồi. Vẫn có một lượng giáo nhất định để có thể thủ nhà. Nhưng mà một hai con là không đủ với những con kỵ pháp. Bên này thì bắt đầu sóc quân ra những con miền Nam. Tơn giáo to bắt đầu chạy về rồi. Thì có lẽ là sẽ thủ được. Nhưng mà vẫn đang rất khó chịu với những con kỵ harass này của Vũ. Sau khi lên 3 xong, thiết kế thêm cho mình rất nhiều chuồng cựu ở đây. Vũ với cho mình được 3 cái chính thì chúng ta cùng xem lượng thăng lai đến từ Vũ đang 137-160 rồi. Thiết kế cho mình cái kíp ở đây để bảo kê khu vực làm ăn của mình.
Vũ đang kiểm soát bản đồ là rất tốt. Còn phía bên này thì sao? Hùng AC đang bắt đầu di chuyển vào khu vực nhà của Vũ, nhưng mà vẫn đang trong tầm ngắm đến từ team của Kiệt Trần rồi. Kiệt Trần cũng đã có cho mình một tơ kỵ nặng khá nhiều ở đây, nhưng mà thiết kế xong cái nhà cung thì tôi vẫn chưa thấy xin con gì từ cái nhà cung ra cả. Đấy. Hơi khó ạ. Bên này thì vẫn có một con kỵ nặng được tuần tra ở khu vực này. Chớm có một con thương nhân được xin ra thì là bị chặt đầu luôn. Không phải nói nhiều. Bên này thì sao? Có một giao, một tình huống giao tranh nhẹ đến từ Hùng AC với những con kỵ nặng của Vũ và Kiệt Trần. Ơi. Ở đây là rất nhiều giáo, nhưng mà lượng giáo có đủ để có thể tiêu diệt đi hai tên kỵ đến từ team của Kiệt Trần và Vũ hay không? Khi mà những con giáo này đang mất đi dần dần rồi, nhưng mà những con giáo này tự tụ lại cũng đang là rất đau. Việc mất đi nhưng mà kỵ của Vũ với cả Kiệt Trần này đông quá. Đông quá anh em ạ, nhưng mà đông vẫn không thể nào ăn lại được những tên giáo, bởi vì theo lý thuyết là giáo counter rồi, lại còn được xin ra ở trong cái công trình xin ra ở nhà liên tục nữa, thì đánh bao nhiêu cho đủ, kỵ bao nhiêu cho đủ để có thể tiêu diệt được hết. Bên này thì sao? Cái hút lý lực thai đang không biết đi về đâu cả, đang bắt đầu lạc phương hướng. Cái hút lý lực thai, cái hút lý lực thai đang bị cháy và đéo ai sửa. Không hiểu tại sao sau khi đánh nhau xong thì cái hút lý lực thai mới được đưa đến đấy, mà đưa đến xong thì bị đốt cháy rồi. Đấy, sau khi hốt lý được thai được đưa về nhà của Tuấn TK thì Kiệt Trần lại quay về nhà của Hùng AC đánh nhau. Đấy. Tầm này là hình như là Châu bị lạc cọc rồi. Không đỡ được rồi. Bên này thì chỉ có kỵ đến từ Vũ thôi, thì không biết là sẽ giải quyết được vấn đề giáo như ở đây thì như thế nào đây. Tầm này mà nhiều giáo hơn một tí nữa thì Vũ hơi khó. Nhưng mà lượng kỵ của Vũ cũng đang là rất đông. Vậy nên là sẽ vẫn khô máu được với cái đồng giáo này. Cái hút lý được hai tầm này sẽ không có tác dụng gì rồi. Gần như từ đầu Hùng biết thì mang về rồi. Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa thấy Kiệt Trần dùng cái hút lý được hai một cách hiệu quả. Bên này đang bắt đánh nhau trong góc hẹp, có lẽ Vũ sẽ phải lao về mà tạo thủ về mà thôi. Thiết kế cho mình rất nhiều cái outpost ở đây để có thể thủ cho mình những khu vực làm ăn này cả. Bên này thì sao? Đang có một dấu hiệu đủ tài nguyên lên 4 đến từ Vũ. Nhưng mà Vũ sẽ thiết kế nhà đời 4 ở đâu? Hay là trước cửa thánh địa nhỉ? Trước cửa thánh địa là hợp lý. Đâu rồi? Cái nhà đời 4 đâu? Cái nhà đời 4 của Vũ đâu rồi? À đây! Cái nhà đời 4 của Vũ được thiết kế ở khu vực Nam Ăn của mình. Tầm này mà thiết kế khu vực Nam Ăn thì cái lượng ruộng cũng như là lượng tài nguyên thực của Vũ sẽ là ổn định mà thôi. Khi mà ở đây rất nhiều công trình thủ nhà cơ. Bây giờ mà Harad vào của nhà Harad vào nhà Vũ thì vào 10 thì có lẽ là chết 9. Bên này thì sao? Kiệt Trần cũng đã sửa xong cho mình cái hôn lý lạc thai rồi. Nhưng mà tơn kỵ đến từ Hùng AC đây là rất nhiều. Hùng vẫn đang rất nhiều kỵ đây. Theo như tôi đánh giá với những con kỵ của Mông Cổ thì tôi không đánh giá cao cho lắm, bởi vì bây giờ con kỵ Mông Cổ nó rất ít máu phải không? Nó hơi yếu so với những con kỵ nặng của người văn minh khác. Chỉ được cái là cho mình là được cái khá là bền bỉ khi mà mất máu xong ra đốt cho mình những công trình được hồi máu mà thôi. Hùng ADC đang bắt đầu đi tuần tra rồi, nhưng mà vẫn đang được kiểm soát bởi Vũ là rất nhiều. Lần này thì về mặt kiểm soát thì team Vũ đang nhỉnh hơn là khá tốt, khi mà chiếm được mình được rất nhiều khu vực tài nguyên ở giữa bản đồ. Vậy thì sau khi hết cho mình được những tài nguyên ở trong khu vực nhà thì không biết rằng là sẽ phải như thế nào đây. Sẽ phải một là đi giao thương, hai là Hùng AC sẽ phải lên 4 để thể có cho mình những lượng vàng từ những cánh ruộng của mình. Bên này thì sao? Con kỵ tuần tra đến từ Hùng AC đã bị mất rồi, thì bây giờ Kiệt Trần sẽ có thể yên tâm để có thể giao thương, nhưng mà vẫn hơi khó. Tầm này giao thương lại thì vẫn hơi khó. Bên này thì sao? Sau khi những kỵ đến từ Vũ thì đã lên đời 4 thì nó chém được cả giáo. Không nói nhiều, tầm này con kỵ đời 4 nó chém được cả giáo, không nói nhiều luôn. Lợi thế là rất lớn. Bây giờ thì Vũ đang bắt đầu tự tin lao vào khu vực nhà của Tuấn TK rồi. Tuấn TK đang bắt đầu phải rút quân về.
Mà bây giờ nó đứng ở cánh ruộng này thì một lúc nữa thì đúng là hết thực. Hết thực xong thì đúng là tắt điện. Tầm này kỵ đời 4 rồi, nó chém cả giáo anh em ạ. Đấy, bây giờ nó vào chạy đốt luôn cả ruộng kìa. Ruộng thì lại không có một cái outpost nào thủ nhà cả. Nhưng mà những cái khu vực không làm gì thì lại có outpost. Đấy. Những game thủ player của chúng ta nhiều khi xây những outpost ở ngoài thủ. Thủ nhưng mà nghĩ là nó sẽ không chạy qua đây được. Đấy. Nhưng mà tầm này chạy thẳng luôn. Đốt đi cho mình những cánh ruộng thì tầm này không biết rằng là lượng thực đến từ Tuấn TK sẽ lấy từ đâu ra đây. Lượng thực của Tuấn TK đang chỉ còn là 27 mà thôi. Tầm này hết cả thực để sóc giáo rồi. Thì những cái outpost thì nó không ăn thua lắm. Tầm này cái outpost mà bắn những con kỹ nặng này, chúng ta xem này. Ui giời. Bắn một phát thì mất tầm khoảng 1/5 à đâu. 1/7, 1/8 mất lượng máu thì hơi khó ạ. Nhỉ. Hơi khó ạ. Đúng là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là nhà Tuấn thì có lẽ là sẽ chỉ còn vấn đề về thời gian thôi. Còn phía bên này thì sao? Kiệt Trần, sau khi giao tranh vừa rồi như mất hết kỵ đây thì phải. Còn cho mình mỗi con khan mà thôi. À đâu, còn mỗi kỵ. Còn mỗi kỵ ít kỵ. Nhưng mà Hùng AC vẫn đang chỉ là đời 3 mà thôi. Mà những con kỵ nặng của Vũ đã bắt đầu chớm đời 4 rồi. Mà sau khi lên đời 4 thì thôi. Hùng biết trước được tương lai nên có lẽ là đầu hàng rồi. Có lẽ chiến thắng dành cho Hùng AC cùng với Lân Kiệt Trần.